Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách nhắn tin không gửi được tin nhắn từ tổng đài Viettel. Đầu tiên, các bạn vào nhắn tin. Đó. Sau, các bạn ấn vào cái mục ba chấm này. Đó. Và các bạn ấn vào cài đặt. Rồi, ở đây các bạn ấn vào tin nhắn văn bản SMS và sau đó các bạn ấn vào trung tâm dịch vụ SMS đó, sau đó các bạn nhập số như của mình, nhập số trung tâm tổng đài như thế này đó, sau các bạn ấn OK đó, các bạn thoát ra. Sau đó đây, để mình thử. Như ở đây là mình đã làm rồi. Mình sẽ thử cho các bạn. Data. Đó. Tin nhắn đã được gửi đấy. Đó.